Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa đồng bào Việt Nam, và đặc biệt kính thưa đồng bào Việt Nam ở trong nước. Tôi là Trung tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương, tham mưu phó của Bộ Tư lệnh Chiến lược của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Hôm nay tôi có hân hạnh được trình bày với quý vị những hoạt động ngoại giao của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với các quốc gia trên thế giới. Và Chính phủ Quốc gia Việt Nam với Tòa án Hình sự Quốc tế, đó là đề tài chúng tôi muốn trình bày với quý vị hôm nay. Trước hết, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có những đặc điểm. Quý vị nhìn lên đây, đặc điểm thứ nhất của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là xóa bỏ tà quyền cộng sản, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc điểm thứ hai, muốn trở thành một thành viên trong nội các của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì phải đạp mặt Hồ Chí Minh, ký tên đạp mặt Hồ Chí Minh. Ký tên đạp mặt Hồ Chí Minh là từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Ký tên đạp mặt Hồ Chí Minh là từ bỏ cái Đảng Cộng sản. Và như vậy thì sẽ trở thành một thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì vậy cho nên trong nội các của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và trong các tổ chức của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ không có một tên cộng sản nào mà hoạt động được. Một đặc điểm thứ ba của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là mẹ Việt Nam ông bồng ôm con của mình. Đây là biểu tượng mẹ Việt Nam tập hợp tất cả sức lực của dân, của con dân của mình. Đây là muốn bảo toàn cái nguyên khí, bảo toàn cái hùng lực của dân tộc Việt Nam để toàn dân Việt Nam đoàn kết với nhau để chống lại giặc Tàu phương Bắc. Đó là ba điểm này. Sở dĩ phải giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam và xóa bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam và phải ký tên đặt mặt Hồ Chí Minh. Đây không phải là một hành động trả thù của đối với Cộng sản Việt Nam, mà để cứu Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi những gông cùm của Trung Cộng. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký nhiều cái mặt ước dâng hiến đất đai, biển và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cho Trung Cộng. Vì vậy cho nên xóa bỏ cái chế độ Cộng sản, xóa bỏ Đảng Cộng sản và đạp mặt Hồ Chí Minh để từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản, để từ bỏ Đảng Cộng sản. Đây là một hành động để cứu dân tộc Việt Nam, cứu toàn bộ dân tộc Việt Nam ra khỏi cái gông cùm, khỏi những nặng nề, những cái nơ nần nặng nề của đối với Trung Cộng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dài dột ký với Trung Cộng. Và có thể nói tóm lại, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có chủ trương, có đường lối và có chính sách. Chủ trương của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là xóa bỏ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Đây là một con đường đấu tranh hòa bình để giành lại lãnh thổ, giành lại chủ quyền của đất nước, không phải bằng con đường chiến tranh. Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không diệt Việt. Đây là một chính sách căn bản của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tạo điều kiện cho người Cộng sản Việt Nam trở về với dân tộc để thoát khỏi cái gông cùm của Trung Cộng. Chúng tôi cũng xin đề cập đến cái cuộc dội bom của Hoa Kỳ trên thành phố Hà Nội và Hải Phòng hồi năm 1972. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 cho đến ngày 29 tháng 12, suốt trong 12 ngày đêm đó, Hoa Kỳ đã đạt được kết quả gì? Nếu Cộng sản không đầu hàng, thì Hà Nội sẽ thành tro bụi và Cộng sản Việt Nam sẽ rút hơi thở cuối cùng. Vì vậy, cho nên Cộng sản Việt Nam đã lết hai đầu gối qua Paris
để ký cái Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Đây là một cái hiệp ước là trên chiến thắng của Hoa Kỳ, của quân đội đồng minh và chiến thắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái hiệp định này đã loại trừ mặt trận giải phóng miền Nam, đã đuổi 300.000 quân Tàu ra khỏi Bắc Việt và buộc cộng đồng thế giới và đặc biệt là buộc Trung Cộng phải thừa nhận cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là một chính phủ hợp pháp, là ông chủ thực sự của lãnh thổ Việt Nam, là ông chủ thực sự của cái Biển Đông đó. Tôi xin trình bày với quý vị sơ qua, đây là một cái bài tường trình của tổng biên tập Clifton Daniel trong cái cuốn sách Những sự kiện quan trọng trong thế kỷ 20, trang 1060 và vào năm 1973. Thì buổi lễ ký kết Hiệp định Paris gồm có hai buổi ký kết riêng biệt, một buổi buổi sáng và một buổi lễ buổi chiều. Lễ buổi sáng thì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa với dưới cầm quyền Hà Nội, còn buổi chiều thì chỉ có mặt trận giải phóng miền Nam và chính phủ và dưới cầm quyền Hà Nội mà thôi. Và chúng ta thấy rằng trong cái Hiệp định Paris, cái người ký vào bản văn Hiệp định Paris đầu tiên là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cái người ký kế tiếp đó là Trung Cộng, thứ ba là nước Pháp, thứ tư là nước Nga, thứ năm là nước Anh và thứ sáu nước Pháp, nước Hoa Kỳ, xin lỗi, thứ sáu là Hoa Kỳ. Như vậy chúng ta thấy rằng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp là ký vào cái bản hiệp định này. Cái chữ ký thứ 7 là chữ ký của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chữ ký thứ 8 là chữ ký của dưới cầm quyền Hà Nội, và chữ ký thứ 10 và thứ 9 và thứ 10 là của hai quốc gia là của Ba Lan và Hungary, là đại diện cho khối cộng sản. Chữ ký thứ 11, chữ ký thứ 12 là của Australia và của Canada, là đại diện cho khối tự do. Như thế chúng ta thấy rằng cái hiệp định Paris là mục đích buộc Trung Cộng phải thừa nhận cái chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn hợp pháp, và toàn bộ cộng đồng thế giới cũng xác nhận được cái chủ quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn hợp pháp. Một cái điểm mà chúng tôi muốn lưu ý với quý vị là tại sao trong này vào cuối năm 1971 thì Trung Cộng phải vào thay thế Đài Loan ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hồi 1968, sau khi Cộng sản Việt Nam đã bị thất bại trong trận đánh Khe Sanh và Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong cái vụ Tết Mậu Thân, chính vì cái đó mà buộc Cộng sản Việt Nam phải vào bàn hội nghị ở tại Paris. Vào bàn hội nghị bắt đầu vào mùa hè năm 1968. Thì trong thời kỳ này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn còn là Đài Loan, chưa có Trung Cộng. Nhưng mà khi Hiệp định Paris sắp sửa ký kết, tức là vào ngày 25 tháng 11 năm 71, thì Trung Cộng mới vào thay thế Đài Loan tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mục đích của Trung Cộng vào Đài Loan với Liên Hợp Quốc là phải ký vào Hiệp định Paris. Mà ký vào Hiệp định Paris là phải thừa nhận cái chủ quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phải thừa nhận cái tính chất hợp pháp của chính phủ của ông Nguyễn Văn Thiệu. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm Hiệp định Paris, đã đi vào dưới sự hỗ trợ của Nga, của Tàu, quân đội Tay Sai Cộng sản Việt Nam đã chiếm ở miền Nam. Như vậy, mặc dù Cộng sản chiếm được miền Nam bằng bạo lực và chính phủ, toàn bộ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải sơ tán ra nước ngoài,
chính vì quân đội Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Paris và chính phủ của miền Nam Việt Nam, đó là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phải sơ tán ra nước ngoài. Và theo như cái hình trên, thì quý vị thấy rằng ngày 16 tháng 2 năm 91 thì ông Đào Minh Quân đã được người Việt hải ngoại, những người bị Cộng sản cướp nước, trong đó có ba đại biểu, ba thế hệ, thế hệ trung niên, thế hệ thanh niên, thế hệ trung niên và thế hệ lão niên, đã đồng tình bầu ông Đào Minh Quân lên làm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng ta có thể thấy rằng cái bản chất của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hầu thân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mà hầu thân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó là một thực thể hợp pháp trước cộng đồng thế giới, vì chính cái Hiệp định Paris đã chứng minh điều này. Và trong Hiệp định Paris, một cái điểm mà chúng ta cần nên nhớ rằng Trung Cộng phải thừa nhận cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và Trung Cộng phải thừa nhận cái tính hợp pháp, hợp lý của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một thực thể hợp pháp được cộng đồng thế giới thừa nhận. Và đây là một cái hệ quả của Hiệp định Paris. Cho nên chúng ta thấy rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chết, và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là đại diện, là hầu thân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đến đây là chúng tôi xin kết thúc phần 1. Chào quý vị.